Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh Naruto phiên bản Naruto đang buồn vì thầy mình hy sinh nha. Đây là một ảnh trong phân cảnh đó. Đây là một bức tranh trong cảnh đó nha mọi người. Mọi người hãy xem mình tô màu nhân vật Naruto có thể buồn là như nào nhé. Ok. Mọi người ơi, để em kể cho anh nghe cái này. Con này đang ngủ hay sao á? Hãy tô theo mình nha anh em. Khó anh em ạ. Tôi không biết thật tô như thế nào nó vừa lòng anh em nữa. Được trẻ quá là đẹp. Tôi chẳng biết đẹp đâu. Tốt rồi. Ok, mọi người ơi, vào đây. Thì con mẹ thôi của anh qua nhà đi. Hiểu vấn đề chưa? Em bảo rồi. Anh có hiểu nó bằng em không? Hả? Fuck. Tốt rồi. Đi. Naruto biến thành cứu với ok hồi ly chính rồi. Cứ quá xin lỗi. Tao đang ngủ. Đấy tao người mình nghĩa. Tốt rồi. Mà đây chính là con nhỏ của mình sau khi mình đã tôm vào xong nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Tôm cho mình nhé. Video tiếp theo, bye bye. Mọi người phải tô được như mình để có những bức tranh thật là đẹp. Nhà mình nhất mình để lấy video nhé. Mình không mỗi nhé. Thì nhà mình nhất mình để lấy video nhé. Đấy, tô như mình. Anh biết chơi game này. Cái gì anh? Có trước chơi game này là game học mà đúng. Chơi với bạn cũng được. Chơi này là chơi một là chơi đơn với máy, hai là hai thằng cùng chơi với nhau. Nhưng mà tính nút nó... Đây. Chọn nhân vật nhiều phết. Mẹ tưởng thế nào. Có vài nhân vật khỏe rồi. Người con đánh xa nó lợi vãi. Chơi game này. Cái Naruto ọp ấy. À, game này trước em chơi rồi có ạ. Phiên bản đồ Goku, Son Goku. Cái này chơi đợt chơi là đợt còn đang học lớp 12. Mà cái Son Goku nhá, nó còn có mấy cái chiêu kiểu đặc biệt, chiêu ẩn cơ. Phải đến tổ hợp phím gì nó mới có ulti trưởng ấy. Mấy cái này là lấy nếu con đánh xa nó này lợi nhất cái con Gaara bứt spam chiều em loạn lắm, giờ chơi nó này loạn lắm. Đây nha mọi người, rất đẹp nha mọi người, mà mình sẽ đợi một người tô nhé. Đây là bức tranh của 395. Đây đang tô màu Naruto này.
Người già cầm con chó này tên là cái gì quên mất tiêu. Con đứa gái này tên là gì nhỉ, tên là phải đối đầu trong drama. Anh ơi, mèo anh lông ngắn là mặt phải tròn tròn như này đúng không? Tốt rồi. Ui 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 ui. Cái cả tai là bé, tai mi mi tai phân thân chi thuật. Quái không? Anh chơi thôi đi. Anh ở cái đấy có hai người đấy. Anh bật anh em anh chơi. Đánh mình hiểu chế độ thế nào mà như lấy động rồi. Gara máy đỉnh. Ơ, ông xóa mấy video ở trong máy ông chưa? Xóa hết rồi, xin tê đẹp đẹp rồi. Xin tê đẹp đẹp. Kêu mừng với thu mừng. Mười đẹp mừng. Em mở ổ cứng của anh sao nè. Không phải đâu. Để chế độ. Anh sao ơi, mở ổ cứng đi. Mười đẹp mình xíu nha. Hả? 2 phút nữa. No. Lấy làm cái gì? Đây hả, con mèo tôi kỹ càng cỡ này hả? Chăm chỉ giữ chưa? Không được này, 15. Hình như nó chọn một cái tài rồi. Giờ một hai ba bốn là di chuyển. Hình như là của Thịnh là phím ấy sao ấy? À, từ từ chữ tư chữ sao cho em quên á. À ok mọi người, tôi đi mình nhỉ. Vãi chứ rồi. Tốt rồi. Mỉ đi. Tốt rồi. Ok mọi người, mọi người tôi theo mình đi ạ. Ok.